smartphone Trung Quốc vượt mặt. Giá cổ phiếu của Apple đã tăng 1% sau khi hãng công bố doanh thu quý tài khoá thứ ba của năm lập kỷ lục. Thế nhưng doanh thu này không đến từ iPhone. Theo IDC, quý 2 năm 2018, Apple bán được 41,3 triệu iPhone, trong khi năm nay con số này chỉ là 33,8 triệu chiếc. Điều này có thể khiến vị trí thứ ba của táo khuyết sẽ sớm rơi vào tay các hãng smartphone của Trung Quốc. Xiaomi đang bám sát Apple ở vị trí thứ 4 với việc chỉ còn kém doanh số của nhà sản xuất iPhone 1,5 triệu smartphone mà thôi. Xiaomi cũng có doanh số không được tốt như cùng kỳ năm ngoái với 32,3 triệu smartphone, so với 32,4 triệu chiếc được bán ra cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân có thể do thách thức cạnh tranh đến từ Huawei. Thế nhưng hãng điện thoại thứ hai tại Trung Quốc lại cho thấy, đang rất thành công tại thị trường Ấn Độ, do hãng này tập trung vào các kênh kinh doanh trực tuyến và cả ngoại tuyến. Mục tiêu của Xiaomi là chuỗi cửa hàng bán lẻ lên đến con số 10.000 vào cuối năm nay cũng như việc mở rộng mạng lưới ngoại tuyến, Samsung vẫn duy trì ở vị trí dẫn đầu thị trường smartphone trong quý 2 năm 2019 và trở lại mức tăng trưởng bình quân 5,5% với tổng số 75,5 triệu smartphone được xuất xưởng. Hãng này dù gặp khó ở phân khúc smartphone cao cấp, nhưng lại có kết quả tốt ở phân khúc tầm trung và giá rẻ, điển hình như dòng smartphone A series của họ. Doanh số smartphone của Huawei đã giảm 0,6% so với quý 1, nhưng cũng rất ấn tượng dù đang đối mặt với thách thức từ thương chiến Mỹ Trung. Doanh số điện thoại trong nước của Huawei đã lập kỷ lục chiếm 62% trong tổng số 36,4 triệu chiếc đã bán ra trong quý 2 năm 2019. 30 và P30 Pro là một thành công vang dội. Oppo cho thấy họ đang làm rất tốt tại thị trường Trung Quốc và Ấn Độ khi đứng vững ở vị trí thứ 5 ngay sau Xiaomi.